Hiệp 3, nghỉ nhanh. Hai đội sẽ xem một tiết mục ảo thuật tổng hợp gồm 3 trò ngay trên sân khấu. Tính chất của mỗi trò sẽ là một trong 3 yếu tố: ảo thuật đánh lừa thị giác, hoặc yếu tố vật lý hóa học, hoặc do tập luyện. MC sẽ đưa ra câu hỏi dành cho mỗi trò. Hai đội suy nghĩ và nhấn chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng mỗi câu được 20 điểm. Ban trọng tài và chuyên gia là người quyết định kết quả của hiệp đấu. Hoàng Đức Bơi xin được đón chào quý vị đang đến với hiệp 3 của cuộc thi Vui Cười Cười Vui, cuộc hội ngộ của các tài năng cười xuyên Việt. Và bây giờ xin mời quý vị đến với tiết mục của ảo thuật gia Thanh Huỳnh. Đã được thưởng thức tiết mục rất hấp dẫn đến từ ảo thuật gia Thanh Huỳnh. Ngay sau đây xin mời quý vị gặp gỡ một nhân vật rất đặc biệt để chia sẻ cho chúng ta biết được những đáp án chính xác nhất. Đó chính là chuyên gia tập kỹ. Xin mời nghệ sĩ Cao Long. Xin chào thầy Cao Long.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng tiết mục một, và cả hai đội phải cố gắng đưa ra đáp án chính xác nhất bởi những lượt bấm chuông của mình. Đầu tiên sẽ là tiết mục lá bài bay trong không khí. Rất ảo diệu. Và đây là hiện tượng gì? Hoàng Đáp Bơ xin được phép nhắc lại các hiện tượng vật lý hóa học, hay là tập luyện mỗi ngày để nhuần nhuyễn đôi tay của mình, hay đơn giản đây chỉ là một trò ảo thuật để đánh lừa thị giác người đối diện. Thời gian bắt đầu. Và xin mời đội Châu Lai, tín hiệu đã dừng lại ở các bạn. Đó chính là ảo thuật để đánh lừa thị giác. Ảo thuật đánh lừa thị giác. Vật lý á. Không. Vật lý. Không, chắc chắn không. Không, ảo thuật đánh lừa thị giác. Không, ảo thuật đánh lừa thị giác. Đánh lừa thị giác. Và chúng ta sẽ lắng nghe đôi lời chia sẻ đến từ chuyên gia. Xin mời sư phụ Cao Long. Cái đúng tiết mục này của nó, đúng chính xác của nó đáp án đó là tiết mục ảo thuật. Tức có nghĩa là những người biểu diễn ảo thuật, người ta có một cái bí mật của người ta, đó là có một cái sợi dây mà theo chúng tôi nó gọi là sợi dây tàn hình. Có nghĩa là ảo giác các bạn đánh lừa thị giác, các bạn không thấy được sợi dây đó. Cho nên có một cái điểm nên nó tụ rồi để cho lá bài bay. Đáp án của bạn là chính xác. Yeah. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn. Và bây giờ sẽ là tiểu tiết thứ hai trong tiết mục vừa rồi. Đó chính là cái vòng tròn khi các bạn cầm trên tay tự động nó dính vào. Và bên cạnh đó là một chiếc ly đã bị biến mất trong một chiếc ly lớn hơn. Xin mời cả hai đội hãy cho chúng tôi biết được đây là hiện tượng gì. Hết. Lại tiếp tục là trong đây. Đó là vật lý. Bạn chọn đây là hiện tượng vật lý. Đúng. Khoan vật nha, lý khoan ở chỗ nào? Nha, khoan nha. Nè, phân tích cho kỹ. Tại vì cho em trả lời, em nghĩ á, là cái vòng á, cái vòng tròn á mà nó quay quay được á là nó sẽ có 500 để nó hít cái đó lại. Thì em nghĩ đó là vật lý. Còn cái ly á, em nghĩ nó vẫn còn cái ly trong đó, nhưng mà mình bị do về cái tính chất vật lý á nên mình bị đánh lừa. Đúng rồi, giác, cái mình chính nếu đánh lừa là đánh lừa thị giác, là ảo thuật rồi. Không, nhưng mà tại vì cái đó là hiện tượng quang học. Hiện tượng quang học vật lý. Quang học. Đúng rồi. Xin mời sư phụ Cao Long. Tức là hai chiếc vòng này đúng như bạn bên đây là giải thích, đây là nguyên lý vật lý. Có nghĩa là hai cái vòng nó dính được với nhau thế này. 500. Tức là chúng ta sẽ sử dụng nó là cái 500. Khi nó truyền qua kim loại, hai vòng kim loại truyền qua 500 thì nó dính với nhau. Còn đây là hai cái ly, tức là ảo thuật gia Thanh Quỳnh biểu diễn. Đây là một cái cốc ly nước lớn, bên đây là cái cốc ly nước nhỏ. Sau đó dùng cái khăn phủ là thế này, mở ra bỏ cái ly nhỏ vào trong ly lớn, mở cái khăn ra cái ly nhỏ biến mất. Đây cũng là nguyên lý của vật lý. Đây là khúc xạ ánh sáng. Chúc mừng các bạn với những phân tích rất chính xác. Xin cảm ơn sư phụ Cao Long. 20 điểm tiếp tục dành cho Châu Lây. Nào, ít thắng cố lên. Nhưng mình đang bị ảo bởi điểm vừa rồi. Còn một cơ hội nữa ở hiệp này. Và đó chính là tiểu tiết trong tiết mục vừa rồi. Với cái vòng nút được đưa vào sợi dây chuyền, thì hiện tượng đó là hiện tượng gì? Thời gian bắt đầu. Ít thắng, xin mời các bạn. Tập luyện theo thời gian cho nó quen tay gì đó. À, yeah. Như vậy là các bạn nghĩ đây là một trò để các ảo thuật gia tận dụng khả năng hàng ngày của mình tập luyện để nhuần nhuyễn đôi tay hơn, để thực hiện thật khéo léo và nhanh. Tiếp mục vừa rồi, xin mời sư phụ Cao Long. Là khi sợi chuyền để thế này, cái dòng để ở đây nó buông ra, trên nguyên tắc nó rất thẳng. Nhưng nhờ sự luyện tập của người biểu diễn ảo thuật, cái kỹ năng đó hàng ngày tập, cho nên là đánh cái tay là cái dòng nó mới rớt, nó quấn vô cái sợi dây đó vào. Cái này nó chính xác ở cái kỹ năng luyện tập bạn, chính xác trong một tập. Wow, thấy được rồi. Chúc mừng nhóm Ít Thắng đã giành được 20 điểm dành cho đội của mình. Xin cảm ơn sư phụ Cao Long rất nhiều với phần tư vấn vừa rồi. Như vậy hiệp 3 đã khép lại với những đáp án được đưa ra. Và tổng điểm hiện tại như sau: đội Châu Lầy được 164 điểm. Chúc mừng các bạn. Đội Ít Thắng các bạn được 158 điểm. Chúc mừng các bạn.